Cách nấu chả bì đao cực dễ tại nhà với món ăn ngon, vừa giảm cân, thanh nhiệt mà lại còn đẹp da nữa cơ. Mình dùng một quả bí đao chanh. Đây là cái quả già nhất mà mình chọn được ở quầy. Các bạn cứ mạnh dạn chọn những quả nào xanh đậm nha. Mình không bỏ vỏ nhưng mà mình sẽ bỏ cái lõi đi cho nó đỡ chua. Thục địa thì các bạn sẽ cắt nhỏ ra như thế này. Mình có thêm cả táo đỏ, cam thảo và lá dứa nữa. Công đoạn tiếp theo cực kỳ đơn giản. Cho bí đao, táo đỏ và thục địa vào nồi. Mình cho thêm khoảng 700ml nước. Đến khi mà bí đao mềm, mình sẽ cho thêm cam thảo và lá dứa. Sẵn sàng để có một ly xịn sò con bò. Các bạn có thể cho thêm hạt chia hoặc là hạt é. Các nguyên liệu có sẵn ở trong bio rồi nha. Đúng là đồ tự làm tại nhà, nó ngọt mà nó thơm, không hề bị ngọt gắt như ở ngoài. Thấy đồ ngon mà không uống, ngốc nghếch. Thấy đồ ngon mà uống quá nhiều, tham lam. Cho mà không uống, muộn rồi. Chả bí đao tốt thế này nhưng mà lại không được uống quá nhiều, tại sao nhở?